Chào các bác. Rồi hôm nay chia sẻ với các bác một cái cây em mới đào dưới ruộng về tối hôm qua nhé. Tối hôm qua các bạn thì lúc em đi làm về nó khá là muộn, lưng thì đeo ba lô, máy tính thiếc nặng, mà thấy cái cây này ở dưới bờ ruộng rất là xa nhé các bác nhé, nó không có cái đường xe máy xuống đâu, thì đường xe ở đường lớn ấy, xong rồi đi bộ xuống cả giày dép rồi quần áo sạch sẽ đi văn phòng ấy, đeo ba lô lúc đó tối rồi nhá, xuống để đào cây này, nhưng mà tay không chả gì cứ nghĩ là lấy được các bác. Vì cái cây này quê tôi nó có cái cây giống cây này là cắm vào cái người ta cứ chặt cái cành này, cắm vào bờ ruộng ấy. Cắm bờ ruộng cho nó chắc cái bờ ruộng, xong rồi nó lên rất là nhanh, nó lên ra dễ, nó lên ung tùm, thì mình cứ nghĩ nó nho nhỏ thì giật lên nó dễ, nhưng mà không lên được, loay hoay mãi thì bới thì mới lên. Lưng thì đeo ba lô nặng mà chân tay thì lơi mê mết bùn, cả giày đầy bùn trong giày chân tất. Thì đào nó về lúc nó cũng tối mà, vì sao mà em lại móc về tối, vì là nhất là nó mọc ở bờ ruộng người ta, mà mình mà đào lên thì mất bờ ruộng người ta thì cũng ngại. Còn ban ngày thì mình đi xin thì được thôi, nhưng mà nó ngại, cây thì nó cũng chả có giá trị gì đấy. Cái thứ hai là người ta nhìn mình với cái ánh mắt lạ thì mình không thích, thì chịu khó liên tục lúc đêm hôm mình nhặt về coi như là trộm quá. Nói thẳng luôn bác như thế nha. Đấy, để xoay xem nó có cái giá cái gì không các bác nhá. Vậy dễ rất nhiều. Đi đâu? Ai sang đây ai trông? Đang đi bố trông. Ông sang đây bố chẳng nha chả cười. Chơi không? Hả? Đây nó gần thôi, ta đi xin máy đi sáng. Chưa đấy. Đi xin máy kia cả rồi. Dòng nha. Dòng để chưa. Và những chú tô và cái gì mấy vậy? Chồng nha, không vô đi tâm. Mà ở đấy mà có cái bàn to thì cũng phán bàn để chính cho nên nó chạy chỗ. Không vô đâu mà. Ba đều phải chứng nhận. Ông ba đều.
Được mấy hôm nắng ấm, hôm nay lại mưa quá các bạn. Lại thời tiết lại nắng mưa rét kéo dài. Tôi có mấy cái cưa mới lại mấy cái đồ làm cây tốt đấy, nhưng mà cứ để ở nhà thì cứ dùng xong rồi vứt đâu mất dần, rất là tiếc. Ai mình để ở cái chỗ của mình nhưng mà mọi người là lấy đi đâu mất thì không biết. Bây giờ đây là toàn dùng cái đồ rất nát, các bạn cũng không thông cảm đấy nhá. Quay cận cảnh cái cây này cho bác xem nhé. Cái giống này là giống nó mọc ở bờ nước các bác, rễ cực kỳ nhiều. Ngày xưa là chỉ có một cái cành, một cái nhánh ví dụ là như thế này thôi. Đấy, người ta cắm xuống cái bờ ruộng, nó vẫn còn nguyên hình bờ ruộng này. Đấy các bác nhá. Đấy thì cắm xuống để cho nó giữ lấy cái bùn đấy, nó khỏi trôi mất cái bờ ruộng. Đấy thì nó cứ ngày này tháng khác người ta chặt đi, người ta không để cao, để cao để mất hết ruộng. Đấy thì nó thành một cái gốc nó như này. Thì tôi mới nhìn, vì tôi biết cái giống cây này rồi, tôi mới nhìn. Ngày xưa hay đi bờ ruộng, bờ ao, bờ ruộng ấy, thì tôi biết cái cây này rồi, người ta cắm ấy. Thì bây giờ nó ít thôi, có mỗi cái nhà này có vài cây ấy. Mình thấy người ta nó cứ lùn lùn, mình đứng từ xa thôi, nhưng nhìn cảm giác là chắc chắn nó sẽ có một cái gì đấy ở gốc, ở bệ của nó. Đấy thì quyết định xuống là mách về đấy. Đấy các bạn. Đấy, mà cứ nghĩ là một tay xách được, không xách được các bác, nặng lắm. Một lưng thì vẹo ba lô mà người thì bận mà cho lên đầu không cho được vì toàn bùn. Đấy. Hôm qua chật vật. Em về mà người nhà hỏi không nói được câu nào luôn. Mệt. Đấy, em quay một vòng cho bác xem. Dễ. Đấy, dễ ra từ đây. Tí nữa quay kỹ cho bác xem để làm cái đã các bạn. Còn dễ ở nó đây này. Đến này. Cắt bớt vào mấy cái cành mà người ta chặt, cái vết dao nó toạc ra. Tí nó xử lý tiếp. Đúng rồi. Đấy, nha. Đây cái lá của nó đều ha. Cái lá này cũng hay vết. Đi học à? Đây ra ngoài kia. Vẫn ở ngoài kia. Nha, cứ đi thẳng vào đấy. Đấy. Bố có cái cây như này không? Bố có cây như này không? Đẹp không? Đấy, bố thằng cu đi học cũng chuyên gia cây được. À, bố ông.
để gần gần lại tí gọn. Đấy. Tính không làm gì với nó. Quật cái bộ bệ này ra không, trong có gì không. Đấy. Một, hai, ba, bốn, năm. Tổng thể là có 5 cái tay đấy quá. Được đó, hạnh phúc ấy. Hợp giá. Định để nhưng mà cái này nó bong rồi. Được rồi, gọn gàng. Đấy. Đang hơi rườm rà. Con này là đang mọc xin con kia. Đây là một thân, một thân, một thân. Đấy, một thân. Có lẽ là phải cắt hết. Bởi vì cái phía tôi định để lại cành này nhưng mà phía này nó bị hỏng không ra được mầm của tôi. Đón luôn đây. Trong này thì hơi sát. Được rồi. Cành nó đang mọc xiên mất chỗ của cành à, phía bên kia, nhưng mà phía bên kia thì lại hơi đuối. Đấy. Có lẽ là để tạm như thế này đã. Đấy. Đây, còn dễ nó phun, cứ đất đến đầu nó phun đến đấy các bác. Lan nó rất là rộng. Trên bề ruộng của nó rất là chắc. Vì những cái rễ này nó như cái cây đước của miền Nam. Còn nguyên ngộ trứng ốc bươu vàng. Rễ thì nhiều vô kể. Rễ thì chắc không hết.
con này này, cái cành mẹ của nó này, ngày xưa là cắm từ cái cành này này, bây giờ nó ngập dưới thành rễ này. Đấy, mẹ nó này, cái vết cắt ngày xưa. Hơi trống ở giữa, hơi trống ở giữa.
cứ để lại để trồng lên lại. Tổng thể em nào các bác có ý nhá, cũng chưa có gì mấy. Đấy, phía này là như thế, phía này tạm thời thế đấy các bạn. Để trồng lên xem nó nào. Thì cây này nó mọc nước quá, nó ưa nước, cho nên là nó ưa nước, cho nên là em chưa xây sắm được cái chậu cho nó để làm một ao to thả nước, nhưng mà thôi để cho ghép tạm vào đây, mấy hôm nữa kiếm được chậu thì cho lên sau, ghép tạm vào cái gốc cây lộc vừng này. Đấy. Hơi lem nhem quá nhưng mà thôi, cho vào cả. Để bỏ hết mấy cây ra. À, chia sẻ với bác một số bác mới chơi ấy, như một số các bác mới chơi ấy, thì cái mùa hanh khô này để cây mà nó phát triển tốt, với lại lá nó cũng xanh ra mầm, nếu mình xuống găm nhưng nó không ngại ấy, thì cứ cái chậu nó như này, cứ đặt vào một cái khay đĩa nước ấy. Đấy, ngoài việc tưới ấy, thì còn đặt vào cái khay đĩa nước thì cây nó rất là có ẩm, cho nên là không ngại, nhiều khi mình quên tưới không sao, chồi mầm vẫn là rất là xanh tươi. Cao quá các bác nhỉ, nếu cao này phải xịt nước thì cho nó siêu cái bệ, nhưng mà thời điểm này chưa thích hợp. Chờ chỉnh mà tay đi bùn rồi.
Độ cao hợp lý này. Rồi, tạm rồi. Để em sửa tay. Đây các bác, đặt lên đây thì thôi, chắc lấy cái mặt này là mặt chính này. Rồi sau còn có chỉnh sửa sau độ cao này thôi. Đấy. Để xem là có nên ghép mấy hòn đá vào đây không. Suy nghĩ xem có nên ghép mấy hòn đá mà không bác. Báo cáo các bác làm đang định làm cái kế hoạch làm cái đá này, như vừa nãy để các bác nhìn thấy ấy, tức là cái đá mà em nhận được ấy, xin được nhưng mà nhận đấy để làm cái định làm cái tiểu cảnh đá xếp đây, nhưng mà nó cũng chưa phù hợp lắm, bởi vì là thứ nhất là nó đang có cái lộc vừng ở đây mà làm thì lôi thôi thì nó cũng không hay, mà cái này cũng mất nhiều thời gian lắm. Quay lại nhà cũng với lại em cũng chưa chuẩn bị được hết đủ đồ để làm đấy.
thì đi lên quanh tí ra góc vườn thì thấy được cái kem. Cái vữa ngày xưa vôi cát xi măng các bác. Thì trộn xong thì không làm hết, vứt ngoài vườn, bây giờ nó đóng bánh lại như này. Qua mưa gió thì nó như này. Thì mình ôm vào đây, xếp tạm vào đây đã các bác. Đây, sau này đất nó mọc rêu rồi, lộ những cái nhú đá này lên thì cũng tạm được đấy các bạn. Đấy, đất em phải chát với đắp rêu cho nó mịn những cái miếng ghép này, nhưng mà thôi mưa quá chưa có thời gian, để lại để một cuối tuần khác hoặc ngày mai các bạn cứ làm dần dần thôi. Mình không chuyên nghiệp, mình cứ chơi là mình thích, mình làm nó cũng là ngày nghỉ giải trí. Các bác xem thì cũng không phải là cái gì là chuyên nghiệp hay là những cái gì cả. Mình nhất là có thể mình làm chuyên nghiệp nhưng mình không có đồ đạc của những người chuyên nghiệp đấy các bác, và mình tận dụng cái sẽ có các bác nhé. Đấy thì nó cây này cũng chả là tôi cũng không có ngợi khen gì, cây này nó đẹp quá hay nó đặc biệt quá cái gì cả, nhưng mà để anh em mình có cái giải trí cuối tuần, trồng những cái cây mình thích đấy, làm những điều mình thích. Cho các bác theo dõi em mà thích thì like hoặc subscribe. Đấy, chia sẻ còn chủ yếu là phục vụ cái đam mê của các bác. Đấy, chứ chưa có gì nó to tát, nó tiền bạc ở đây cả các bác đấy nhá. Rồi, xin cảm ơn các bác. Trời nó mưa rồi. Đấy, cái đào của em hôm trước chút lá bây giờ nở cho các bác nha. Các bác xem. Đào phai nhưng mà đào phai cánh kép các bác. Đấy. Hôm qua mới ra Nhật Tân trò chuyện với cô chú Hàm chuyên đào thất thốn. Có clip trên YouTube rồi các bạn nhé. Đấy. Đây. Quay lại cái gốc này tí. Chẳng có video chính là về cái cây này mà không quay mấy. Đấy. Mất thời gian cho cái đây này. Em lấp bỏ cái chỗ nước rồi. Đấy, khi nào mà mình có thời gian mình lấy bùn hoặc là lấy đất thịt mình chát, mình chát từ trên xuống nó thành một cái sườn đồi các bác, nó triền đồi ấy, mà nó có những cái lớp đá nhấp nhô lên ấy. Đấy, nó ăn xuống đất ấy chứ không phải là lộ tiên như kia, một nửa dưới đất một nửa trên thì nhìn nó mới không thô. Em xếp tạm này đã các bác ạ, vừa xịt tí nước vào cho nó đỡ bụi vì toàn là đất khô, cho nó ăn vào những hòn đá này, một thời gian sau nó có rêu thì nhìn nó sẽ khác nha. Rồi, xin cảm ơn các bác.